Cả Croatia và Brazil đều đến với vòng tứ kết sau khi đã loại hai đại diện đến từ châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhưng với những gì đã thể hiện, đại diện của Nam Mỹ chắc chắn được đánh giá cao hơn đội bóng đến từ châu Âu. Trong khi đã rất lâu rồi, người hâm mộ mới được chứng kiến một Seleção đầy trẻ trung, bùng nổ và thực sự khiêu vũ trên sân cỏ, thì với Á quân World Cup 2018, họ vẫn phải duy trì sức mạnh bằng những lão tướng đang là trụ cột trong đội hình. Ông Tite đem đến Qatar vài khuôn mặt cao tuổi như Dani Alves, Thiago Silva và thủ môn Weverton. Nhưng chỉ trung vệ Thiago Silva là được đá chính, nên độ tuổi trung bình đội hình chính ra sân của Brazil chỉ là 28,6 tuổi. Trong khi đó, nhà Á quân World Cup 2018, tuyển Croatia có độ tuổi trung bình là 29,9, vẫn phải duy trì sức mạnh bằng những lão tướng như Luka Modric, Ivan Perisic. Huấn luyện viên Dalic đã phải thay 5 trong số 6 cầu thủ ở hàng tiền đạo và tiền vệ trong trận đấu kéo dài 120 phút với Nhật Bản. Nhưng chắc chắn thể lực của các cầu thủ Croatia sẽ không thể bằng Brazil, đội bóng vừa thi đấu nhàn hạ mà vẫn thắng Hàn Quốc 4-1. Nhìn chung, chính sự kinh nghiệm của những Luka Modric, Ivan Perisic đã giúp cho Croatia nhiều lần vượt cửa khó ở các vòng đấu trước. Nên nhớ, trước một đội tuyển Nhật Bản chơi ấn tượng, Vatreni phải rất chật vật mới có thể kéo được trận đấu tới loạt penalty. Và rồi chính cái bản lĩnh của họ đã tiễn đội bóng được cho là ngựa ô tại World Cup 2022 ở năm nay về nước. Ở phía bên kia chiến tuyến, Brazil còn thể hiện sự đáng sợ hơn rất nhiều. Thầy trò huấn luyện viên Tite chạm trán với Hàn Quốc ở vòng đấu vừa qua. Nhưng rồi chỉ trong hiệp 1, cùng sự trở lại của Neymar, Seleção đã khiến trận đấu an bài với 4 bàn thắng ghi được. Thậm chí ông Tite còn kịp cho tất cả cầu thủ Brazil có mặt ở Qatar ra sân thi đấu trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, mà không một nhà cầm quân nào tại World Cup năm nay làm được điều này. Brazil đang có thành tích đối đầu vượt trội so với Croatia, những vũ công Samba đang thất bại sau 4 lần gặp nhau trong lịch sử. Hai đội từng nằm chung bảng ở World Cup 2014, nơi Brazil giành chiến thắng với tỷ số 3-1 nhờ cú đúp của Neymar và bàn thắng muộn của Oscar. Và cũng chính Brazil đã chấm dứt chuỗi 10 trận bất bại của Croatia với chiến thắng 1-0 tại chung kết World Cup 2006 nhờ bàn thắng duy nhất của Kaká. Tuy nhiên, những con số thống kê chỉ mang ý nghĩa tham khảo trước khi bóng lăn các vũ công Samba là kẻ bất bại. Nhưng lịch sử hoàn toàn có thể thay đổi chỉ sau 90 phút hoặc có thể lâu hơn là 120 phút. Chúng ta đều thấy Croatia đã gặp khó khăn như thế nào trước một Nhật Bản đầy lì lợm và căng tràn sức trẻ. Nhưng trong nghịch cảnh, ta lại được chứng kiến một Luka Modric vẫn rất đẳng cấp. Câu nói gừng càng già càng cay lại đúng với tiền vệ của Real Madrid. Hàng loạt pha vẩy bóng thương hiệu cùng những cú đá đại bác siêu đẳng của anh như minh chứng cho việc Luka Modric ở độ tuổi này vẫn sẵn sàng cống hiến hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho màu áo của đội tuyển quốc gia. Khi Modric bị thay ra, nhiều câu hỏi đã được đặt với Dalic trong phần họp báo sau trận. Liệu rằng đó có phải lời kết cho hành trình của quả bóng vàng 2018 ở sân chơi World Cup? Dalic không nghĩ vậy. Ông cho rằng ngôi sao của mình rất chuyên nghiệp và còn có thể cống hiến tiếp ở những giải đấu sau này. Không chỉ có những lão tướng mà những tài năng trẻ của Vatreni cũng có cho riêng mình những màn thể hiện ấn tượng. Sau trận đấu với Samurai Xanh, có lẽ giờ này giá trị của Vadion đã vượt mức 100 triệu đô la. Vadion đang có một kỳ World Cup quá hay, thậm chí là xuất sắc hơn cả những lão tướng giàu kinh nghiệm như Dejan Lovren hay là Bogna Barisic. Không chỉ mạnh mẽ trong các tình huống ngăn chặn, trung vệ sinh năm 2002 còn cho thấy sự tỉnh táo đến mức giật mình khi luôn có mặt ở đúng nơi đúng chỗ để hóa giải hiểm nguy trong các tình huống lên bóng của Nhật Bản. Khả năng chọn vị trí thông minh cho phép Guardiola có thể ngăn chặn và phá bóng ngay trước mũi giày của các chân sút đối phương. Nhưng đó là trong trận đấu với Nhật Bản. Còn thử thách của trung vệ trẻ này ở trận đấu sắp tới sẽ là một Neymar đã thể hiện được đẳng cấp và đang mang cho mình cảm hứng chơi bóng như một vũ công đích thực. Neymar trở lại, vũ điệu Samba quyến rũ trở lại và chiếc cúp vàng danh giá quay trở lại. Trong hai trận gần nhất không có Neymar, Brazil thiếu đi một điểm nhấn. Seleção đã thử các giải pháp ngắn hạn. Lucas Paqueta cố gắng lấp đầy khoảng trống của Neymar trong trận đấu với Serbia nhưng không thành. Sau đó Rodrigo cũng gây thất vọng khi không thể bắt nhịp ở cuộc đối đầu với Cameroon. Tất nhiên Neymar không có phong độ ổn định, nhưng quan trọng là nguồn cảm hứng anh mang lại. World Cup 2014, Neymar dính chấn thương và nhìn Brazil thảm bại 1-7 trước Đức ở bán kết. Trên đất Nga 4 năm sau, Neymar nhịn đau để thi đấu. Năm nay pha va chạm với cầu thủ Serbia đã khơi dậy lại những ký ức buồn với Neymar. Nhưng có lẽ từng ấy nỗi bất hạnh là đủ. Và mọi thứ đang cho thấy Brazil là ứng viên số 1 tại giải đấu năm nay. Trước Hàn Quốc, Neymar có màn trình diễn đầy mê hoặc khi đóng vai trò kết nối các vị trí trên sân. Khả năng chuyển đổi liên tục giữa các đội hình khiến đối thủ khó có thể bắt bài. Và bất kỳ một sơ đồ nào, Neymar cũng có tầm ảnh hưởng không thể thay thế. Sức tấn công của Seleção mạnh mẽ nhưng không vì thế mà hàng thủ của họ đánh mất sự tập trung. Thiago Silva và Marquinhos vẫn quá hay ở mặt trận phòng ngự khi không cho Hàn Quốc thấy một tia hy vọng nào trong những pha phối hợp trước vòng 16m50.
Vòng tròn giữa sân chắc chắn sẽ là điểm nóng nhất trong trận đấu giữa hai đội tuyển này. Luka Modric sẽ được tái ngộ người đồng đội cũ Casemiro, nhưng không phải dưới màu áo của Real Madrid. Có thể ở trong đường hầm hai ngôi sao này sẽ trao cho nhau những cái ôm thắm thiết, nhưng khi ở trong trận đấu, Modric chắc chắn chỉ muốn tránh xa Casemiro, bởi thứ mà tiền vệ của Brazil dành tặng cho đội trưởng tuyển Croatia sẽ là những pha kèm người, những cú tắc bóng và xoạc bóng mà thôi. Casemiro hiểu Modric nguy hiểm đến nhường nào, và Modric thì cũng chẳng xa lạ gì cách chơi của ngôi sao Seleção. Được đánh giá cao và sở hữu những con người trẻ trung hơn, lối chơi chủ động tấn công vẫn là cách nhập cuộc mà huấn luyện viên Tite nhắm đến. Họ cần giải quyết sớm đại diện ở châu Âu nếu không muốn bước vào loạt sút luân lưu may rủi. Bước đẩy cao tốc độ và liên tục áp sát ngoài việc giúp Brazil nắm thế chủ động trong cách chơi, mà còn khiến những trụ cột có phần lớn tuổi của Croatia nhanh chóng kiệt sức. Khi ấy Neymar và các đồng đội sẽ hoàn toàn làm chủ trận đấu này. Huấn luyện viên Dalic chắc chắn hiểu Tite nghĩ gì và muốn làm gì. Với những cầu thủ đang có trong tay, rõ ràng vị trí lực gia này không có quá nhiều lựa chọn nhằm đổi mới cách thi đấu. Đâu có thể bắt những Modric, Perisic, Brozovic liên tục pressing được. Họ phải vừa đá vừa giữ sức, cách chơi chậm rãi, tập trung vào phòng ngự và phản công nhanh khi cần là điều mà đội bóng này hướng đến. Nếu thành công và giữ sạch lưới suốt 120 phút, Croatia sẽ được tiến đến loạt luân lưu vốn được coi là sở trường của đội tuyển này. Tin mừng cho Brazil là trong chiến thắng 4-1 trước Hàn Quốc ở vòng 1/8 World Cup 2022, họ không dính thêm chấn thương nào. Trước đó, huấn luyện viên Tite đón nhận tin sốc khi mất hai cầu thủ là Gabriel Jesus và Alex Telles cho tới hết chiến dịch. Cùng với đó, sức khỏe của hậu vệ trái Alexandro cũng nằm trong vòng nghi vấn. Bên phía Croatia, người hâm mộ đang kỳ vọng hậu vệ trái Sosa có thể kịp bình phục để tham dự đại chiến với Brazil. Nếu không, Barisic sẽ tiếp tục phải ra sân dù màn thể hiện của anh trước Nhật Bản là không quá ấn tượng. Nhiều khả năng Brazil sẽ không thay đổi bất cứ nhân sự nào ở trận tứ kết gặp Croatia. Và 4-2-3-1 là sơ đồ mà huấn luyện viên Tite sẽ lựa chọn ở trận đấu quan trọng này. Vị trí thủ môn sẽ vẫn là cái tên quen thuộc Alisson Becker. Đội trưởng Thiago Silva sẽ đá cặp với Marquinhos ở vị trí trung vệ. Cánh phải sẽ là sự góp mặt của Militao và cánh đối diện Danilo là cái tên được lựa chọn. Cặp tiền vệ trung tâm là Casemiro cùng với Lucas Paqueta. Hàng công với rất nhiều sự lựa chọn của Seleção cũng đã thành hình khi bộ tứ Neymar, Vinicius, Rafinha và người thi đấu cao nhất là Richarlison đang chơi rất ăn ý với nhau. Với Croatia, huấn luyện viên Dalic cũng không có lý do gì để thay đổi bộ khung đang hoạt động ổn định của mình. Sơ đồ 4-3-3 sẽ vẫn được vị huấn luyện viên này sử dụng. Người hùng trong trận đấu với Nhật Bản là Livakovic chắc chắn có mặt trong khung thành. Lão tướng Lovren sẽ chơi cùng một Guardiola đang quá hay tại World Cup. Với việc khả năng ra sân của Sosa bị bỏ ngỏ, Barisic vẫn được lựa chọn bên hành lang cánh trái. Ở cánh còn lại là sự xuất hiện của Juranovic. Bộ ba tiền vệ là sự góp mặt của ba cái tên đầy kinh nghiệm Kovacic, Brozovic và Luka Modric. Ivan Perisic sẽ chơi ở hành lang cánh trái quen thuộc. Đối diện với cầu thủ này là Kramaric và Petkovic được sắp xếp đá cao nhất trên hàng công. Brazil là đội được đánh giá cao hơn, nhưng đó không phải là vấn đề với Croatia, nhất là sau khi chứng kiến Maroc làm nên điều kỳ diệu trước Tây Ban Nha. Đoàn quân của huấn luyện viên Dalic càng có cơ sở hơn cho hy vọng vào một chiến thắng. Với một thế hệ được coi là xuất sắc nhất trong vòng một thập kỷ qua, chắc chắn chức vô địch là điều mà đại diện Nam Mỹ hướng đến. Croatia sẽ là chướng ngại khó nhằn nhất trong những đối thủ mà Seleção đã vượt qua. Nhưng dù có là đội nào đi chăng nữa, muốn vô địch thì phải chiến thắng tất cả các đối thủ. Đội bóng nào sẽ có mặt ở bán kết, Neymar và các đồng đội sẽ tiếp tục nhảy múa, hay Modric trong kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp sẽ làm nên điều bất ngờ. Kết quả sẽ có sau khi cuộc thư hùng tại Education Stadium kết thúc.